17 bức tranh, 17 câu chuyện được dựng nên từ bút pháp hiện thực chắc khỏe ở các góc cạnh chân dung khác nhau. Đáng chú ý, nữ họa sĩ 17 tuổi thực hiện bộ tranh này chỉ dùng đúng một màu sắc, xanh lam. Nguyễn Linh Nhi, nữ họa sĩ Gen Z, đã tổ chức thành công triển lãm đầu tay có tên Blues. Không chỉ đặc biệt ở việc các tác phẩm sẽ được đưa vào bộ sưu tập thời trang và được chính bạn học trình diễn trong khuôn khổ triển lãm, Linh Nhi còn dành một phần số tiền thu được để ủng hộ cho chương trình Empowerment Teen Girl, cung cấp về học phí, kỹ năng sống và đào tạo nghề cho các em gái vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn do quỹ Blue Dragon khởi xướng. Cảm hứng thì Linh Nhi lại lấy từ nhiều những họa sĩ khác nhau. Lúc đầu Linh Nhi cũng chỉ định mở một buổi triển lãm nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng sau này thì Linh Nhi lại nảy ra ý tưởng là mở in những bức tranh của mình, các tác phẩm của mình lên bộ quần áo. Nó không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà mình có thể nhìn, mà mình cũng có thể truyền tải nó sang nhiều những tác phẩm khác. Màu xanh lam bắt mắt thường được các họa sĩ sử dụng để diễn tả tâm trạng sâu kín, u buồn nhưng không u uất, sâu lắng nhưng không bi kịch. Và màu xanh trong tranh của Linh Nhi cũng vậy. Có lẽ đây chính là màu tâm hồn, màu nghệ thuật của Linh Nhi, một nghệ sĩ trẻ đầy mơ mộng nhưng cũng đầy hoài bão. Một cuộc triển lãm này có thể nói hết sức là công phu và cái ý tưởng rất là sâu sắc, có cá tính. Ví dụ như cả một cái triển lãm là dùng một gam màu xanh lam. Xanh lam ghi, tức là khi mình dùng chỉ có một gam là cực kỳ là khó. Khó hơn là mình dùng nhiều màu sắc. Và cái cuối cùng mình yêu thích ở lớp trẻ là đưa ra cái đối thoại với thiên nhiên, với đất mẹ, với cây cỏ, biển xanh, rồi là các cái con vật sống ở trên trái đất, như là một cái tình yêu, một cái sự hòa hợp và trong một cái gia đình. Linh Nhi cũng chỉ muốn mọi người nhìn thấy bức tranh của mình và cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thấy là mình muốn thưởng thức một bức tranh, một thứ gì đấy đẹp thôi. Nữ họa sĩ Gen Z tên đầy đủ là Nguyễn Linh Nhi, sinh năm 2005, hiện đang là học sinh cấp 3 trường quốc tế Pháp tại Hà Nội. Triển lãm Blues diễn ra đã đánh dấu chặng đường theo đuổi hội họa của Linh Nhi với tư cách là một họa sĩ. Thông qua triển lãm, nữ họa sĩ cũng đã phần nào cho thấy tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và đồng thời là tấm lòng nhân ái của mình.